Tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 2, sáng nay, quân khu 5 đã chỉ đạo Trung đoàn 38 Sư đoàn 2 tổ chức diễn tập bắn đạn thật. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trường, dự và chỉ đạo diễn tập. Với đề mục Trung đoàn Bộ binh tiến công địch phòng ngự, đây là cuộc diễn tập lớn có sự tham gia của các đơn vị binh chủng thuộc Bộ Quốc phòng, quân khu 5 và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, hợp luyện, các lực lượng thực binh đã hoàn thành tốt các giai đoạn trong diễn tập nhất là giai đoạn bắn đạn thật được đánh giá giỏi về kỹ thuật khá về chiến thuật bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị cuộc diễn tập có phần nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu và khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận chiến thuật ngoài thực địa đồng thời giúp cho cán bộ chiến sĩ rèn luyện nâng cao khả năng cơ động thực hành sung phong chiếm lĩnh trận địa khả năng hiệp đồng chiến đấu quân binh chủng theo dõi và kiểm tra trực tiếp tại thao trường thiếu tướng phạm trường sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia thực binh bắn đạn thật đã xử lý tốt các tình huống trong quá trình chiến đấu và chấp hành nghiêm quy định bảo đảm an toàn tuyệt đối các đơn vị cũng đã tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập